TPP là một hiệp định thỏa thuận thương mại tự do giữa 12 quốc gia gồm Australia, Brunei, Chile, Malaysia, Mexico, New Zealand, Canada, Peru, Singapore, Việt Nam, Mỹ và Nhật Bản. Mục tiêu chính của TPP là xóa bỏ các loại thuế và rào cản cho hàng hóa, dịch vụ xuất nhập khẩu giữa các nước thành viên. Ngoài ra, TPP còn thống nhất nhiều luật lệ, quy tắc chung giữa các nước này liên quan đến sở hữu trí tuệ, chất lượng thực phẩm hay an toàn lao động. Hiện tại, Hàn Quốc, Colombia, Costa Rica, Indonesia, Thái Lan và nhiều nước khác cũng đang có ý định tham gia vào TPP. Theo ước tính, TPP sẽ trở thành khu vực thương mại tự do với 800 triệu dân, chiếm 30% kim ngạch thương mại và gần 40% sản lượng kinh tế thế giới, tương đương gần 25.000 tỷ đô la Mỹ. Theo nhận định của tôi, TPP sẽ thúc đẩy thu nhập toàn cầu tăng thêm 0,7%, tương đương 223 tỷ đô la Mỹ. Xuất khẩu tăng 4,6%, nhập khẩu tăng 4,2% và vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 2,5%. Có 3 nội dung gây nhiều tranh cãi trong quá trình đàm phán TPP. Thứ nhất là thời hạn bảo hộ quyền sáng chế đối với các sản phẩm sinh dược. Tuy nhiên, cuối cùng các nhà đàm phán đã thống nhất các điều khoản gần như những gì mà Mỹ mong muốn. Theo thỏa thuận, các nước sẽ cho các nhà sản xuất thuốc tối thiểu 5 năm độc quyền sử dụng các số liệu lâm sàng cho các sản phẩm thuốc mới. Thứ hai, các vấn đề liên quan tới ngành công nghiệp sữa cũng đã được giải quyết vào những giờ cuối của cuộc đàm phán. Hiệp định này mang lại khả năng tiếp cận nhiều hơn cho các sản phẩm và dịch vụ của New Zealand vào những thị trường có lượng tiêu thụ lớn như Mỹ, Nhật Bản, Canada và Mexico. Thứ ba, Mỹ, Mexico, Canada và Nhật Bản đã thống nhất các quy định liên quan tới tỷ lệ sản phẩm sản xuất trong khu vực TPP trên một sản phẩm ô tô để được hưởng quy chế miễn thuế. TPP sẽ giúp các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản rảnh tay hơn khi mua các bộ phận sản xuất tại châu Á để lắp đặt ô tô bán sang thị trường Mỹ, song đặt ra một lộ trình 25 đến 30 năm cho việc giảm dần thuế suất của Mỹ đối với ô tô và xe tải nhẹ do Nhật sản xuất. Một câu hỏi được đặt ra là tại sao là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới nhưng Trung Quốc lại không tham gia TPP? Thực ra, Trung Quốc đã có lúc thể hiện ý định muốn tham gia TPP, nhưng Bắc Kinh cho rằng nhiều điều khoản hiện tại của TPP dường như được thiết kế để cố tình không cho Trung Quốc có cơ hội tham gia vào thỏa thuận này. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng Trung Quốc và một số cường quốc thuộc khu vực Thái Bình Dương sớm muộn gì cũng sẽ tham gia vào TPP.